Lễ khai mạc AFF Cup năm 2020 có lẽ sẽ là lễ khai mạc đặc biệt nhất trong lịch sử của giải đấu này. Với tình hình dịch bệnh, nước chủ nhà Singapore vẫn nỗ lực mang đến một buổi lễ sẽ rất ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Nổi bật nhất chính là màn trình diễn ánh sáng trên mái vòm của sân vận động quốc gia với chủ đề Đông Nam Á cùng nhau vượt qua khó khăn để mạnh mẽ hơn. Sau đó là màn rước cờ của 10 đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu. Lễ khai mạc cũng có thể đón khoảng 10.000 khán giả vào sân để tạo không khí sôi động cho ngày hội bóng đá lớn nhất của khu vực. Theo lịch, lễ khai mạc AFF Cup năm 2020 sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay, ngay trước trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà Singapore và đội Myanmar.